Mấy bạn shop khác khịa tôi đúng không, 55k rửa này kia đúng không. Bây giờ chiếc cầu cào này các bạn rửa nó siêu sạch. Nếu như các bạn đảm bảo với mình sạch mà mình chết không ra được cái dơ á, hoặc là các bạn rửa sạch hơn ông Luân á, báo giá luôn, mình đem qua cho các bạn rửa nha. Cào cào hiện trạng nó như này, nhận rửa bao nhiêu tiền, bao chết bao test, ra được chiếc dơ anh em mình làm cái kèo nha. Các bạn khịa tôi đúng không, chơi liên hệ Xe Ôm Shop nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Ôm Shop nhìn xe. Các bạn biết hôm nay quay chủ đề về đúng không? Hôm nay quay lại tiết mục rửa xe. Hiện tại là Xe Ôm Shop mình đã mở cái dịch vụ là dọn xe sau tour. Các bạn có thể hình dung là sau một cái chuyến đi tour của mình, các bạn thấy cái xe mình nó hơi lạ, nó hơi kỳ, hoặc là các bạn có cảm giác như là mình không có yên tâm để mình tiếp tục đi một cái chuyến đi nữa, thì các bạn có thể qua shop và chọn cái dịch vụ là dọn xe sau tour. Thì nó có nhiều hạng mục, quan trọng là bạn sẽ chi bao nhiêu tiền cho cái dịch vụ đó. Ví dụ như là thì nhông sinh dĩa của các bạn nó mòn, các bạn không biết là nó đã đến kỳ thay hay chưa, Xe Ôm Shop sẽ giải quyết giùm các bạn, sẽ cho các bạn biết là sẽ đi được bao nhiêu lâu nữa và các bạn sẽ cần phải thay, hoặc là cần phải tăng sơn thì mình có dịch vụ tăng sơn, hoặc là cần thay nhớt, gần như là những cái loại nhớt trên thị trường là mình đã có rồi, Sado, Airborne, Motul, nhiều thứ khác. Thì sắp tới là mình sẽ cập nhật đủ luôn. Sau khi video này lên thì mình sẽ cân đối một vài dòng nhớt mà nó ok cho mọi người sử dụng thì mình sẽ nhập về, và anh em có nhu cầu thì có thể thay luôn. Các bạn không thể nào đi một cái chỗ này các bạn rửa xe xong qua chỗ kia các bạn thay bố thắng, qua chỗ nọ các bạn thay nhớt. Thì hiện tại tụi mình đã có cái dịch vụ là dọn xe sau tour rồi, các bạn có thể tới đây. Cái nào á mà mình không có làm thì mình sẽ hỗ trợ các bạn mang đến những cái chỗ nó uy tín, nhưng mà nó đang có hai nhược điểm nha. Thứ nhất là mình sẽ không nhận giá rẻ, thứ hai á là mình sẽ không có nhận làm gấp, có nghĩa là nếu các bạn gấp quá thì thôi các bạn chủ động cho nó nhanh. Thì nhiều khi làm á các bạn hối thợ quá thì làm nó sẽ có những cái rủi ro, ví dụ gấp thì thay vì theo quy trình là siết ốc rồi theo lực hoặc là tra keo này nọ thì các bạn cứ hối thì làm nó sẽ không đâu vô đâu hết á. Thì đây là một chiếc cầu cào của mình mới vừa đi up road 18 suối mà nới về, có đi cung con ó nữa thì nó đang dơ. Mà cái dơ như thế này nè, thì sẵn hôm nay thì ngoài cái việc giới thiệu cái dịch vụ mới thì mình cũng muốn gọi là chia sẻ với các bạn. Từ lúc mà Xe Ôm Shop mở cái dịch vụ rửa xe ra với giá 55k, mấy anh em chửi lắm các bạn, kêu lạ hả, mấy anh em tụi tao ngồi chà chết mẹ còn không lấy được tiền khách, mày không xài dụng cụ xịt cái 627 lên xong rồi lấy tiền khách dễ ăn quá. Với một cái chiếc xe mà đi off-road đó các bạn, nó không có dơ giống như xe thường đâu, tại vì tụi mình á lao đầu vô những cái vùng bụi khủng khiếp. Cái xe này có những cái đoạn á là chạy tới đó là mình không thấy đường luôn, nó nguyên một cái bức tường bụi vậy nè. Cho bạn xem cái đoạn này nha. Không thể nào có cái chuyện các bạn rửa một phát một là nó sạch được. Có những cái vết dơ nó nằm trong hốc kẹt ở đây, hay là những cái hốc kẹt ở nắp bình xăng, hay là những cái hốc kẹt ở dưới đây, nghĩa là trong những cái góc kẹt các bạn không có đút dụng cụ vô các bạn rửa được. Và kể cả có làm được cái điều đó thì giá nó cũng sẽ cao. Thì bây giờ á mình sẽ cho các bạn xem cái tình trạng của xe nó đang tệ như thế nào, thì để nguyên hiện trạng luôn ha. Hiện trạng của xe nó là như vậy, chất lượng thì để cho các bạn đánh giá. Bây giờ mình sẽ rửa như cách Xe Ôm Shop rửa cho khách hàng, để tránh những cái ý kiến gọi là chủ quan của mình. Thì bây giờ xe đang trong tình trạng này thì mình sẽ rửa theo quy trình của Xe Ôm Shop để coi là ăn 55.000 nó có xứng đáng hay không. Các bạn là những người khách hàng, những người trả tiền cho mình thì các bạn xem coi, xe càng dơ mình càng thích nha các bạn. Mình rửa xe dơ cỡ này mình mới thích nè, thì nó mới nói lên được rằng thay vì các bạn bỏ 100-200 ngàn ra để các bạn rửa full xe thì các bạn chỉ cần bỏ 55 ngàn thôi thì nó sẽ được cái tình trạng như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào rửa ha. dành cho các bạn chưa biết á, là cứ không phải bạn vô thì xe nào mà cũng rửa giống nhau. Thực ra là tụi mình sẽ nhìn vào cái hiện trạng của xe. Ví dụ như xe của bạn không quá dơ, giống như cái này, không phải là một chuyến đi upgrade, không phải là một cái gì đó quá tệ, thì mình vẫn sẽ lấy cái số tiền đó với cái dung dịch pha sẵn, nó sẽ nằm ở mức tương đối. Có nghĩa là nó không cần phải tẩy quá mạnh như những cái xe đi upgrade. Thì upgrade thì cái chất dơ của nó sẽ đặc thù hơn, đất đỏ, bùn, sình, lầy, nó bám vô những cái vết sâu sâu trong kia. Mình rửa xe thì mình cũng chỉ có quy định cái thời gian bao nhiêu đó thôi. Thành ra nếu những cái xe nó quá dơ như thế này nè, thì mình sẽ pha dung dịch với một cái tỷ lệ khác. Nhưng mà nó không chỉ là Sonax nha các bạn, thì nó sẽ còn có thêm những cái hạng mục khác nữa mà mình không tiện chia sẻ. Nên là có mấy bạn kiểu cứ nghĩ là mình xài Sonax rồi là xong, thật ra nó không xong đâu, nó còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà thôi cứ bỏ qua đi, mấy bạn nó không hiểu đâu. Thì bây giờ riêng cái Sonax thì mình sẽ pha với tỷ lệ đậm đặc dành cho xe dơ như thế này. Giá vẫn vậy, giá không thay đổi. Càng dơ thì mình càng thích, nhưng mà dơ thì mình thường sử dụng nhiều dung dịch hơn một chút, thì để ý là lỗ hơn chút, lợi nhuận thấp hơn chút, nhưng mà rửa xong cái xe mình cảm thấy nó thích. Thì bây giờ mình sẽ pha với tỷ lệ của mình ha. Lâu quá các bạn không rửa thì bạn cần rửa xe, thì như đây là đã dư rồi, nhưng mà cái này thì hiện tại nó không đủ cho cái này, thì mình cần phải pha lại một chút xíu ha. Xe Ôm Shop sẽ xử lý hết những cái mà các bạn hay kiểu sợ bên ngoài, giống như kiểu rửa xe thì kỹ quá, người ta phải mở đồ ra rồi hư vàng áo hay là bể gãy bát này nọ, bạn không kiểm soát được thì cứ qua Xe Ôm Shop rửa giày được rồi, 55k là xử lý xong rồi. Trong cái dịch vụ rửa xe á, thì mình có vệ sinh sơn sạch nha các bạn, vệ sinh bằng dung dịch X1 của Xe Ôm Shop. Vệ sinh bằng cái này á, thì nó không thể nào mà sạch hơn các bạn. Dành cho các bạn chưa biết á, là cái dàn nhựa của cầu cào nó là dàn nhựa nhuộm nha các bạn, nó dính vô như này là thua, là nó ghê lắm, là mình chà nè, kể là mình lấy tay mình chà nó cũng đâu ra đâu, nó đâu ra đâu. Rồi các bạn nói là rửa sao còn dơ quá nha. Cái sự lợi hại của những cái rửa kiểu này á, các bạn biết là gì không? Đó là khi mà mình xịt vô như cái này nè, mình sẽ xịt vào trong được những cái ngóc ngách sâu bên trong mà dụng cụ nó không vào được. Ví dụ như những cái kẻ của phuộc, những cái hốc bên trong này, các bạn sẽ không dùng dụng cụ các bạn xử lý được. Các bạn phải mở dàn áo ra thì các bạn mới thấy được những cái đó, các bạn mới xử lý được. Thì còn cái này á, nó hơi nó mạnh lắm các bạn. Mình sẽ khóa cái này lại. Cái hơi nó mạnh lắm, văng rất là ghê, nó văng sâu vô bên trong mấy ngóc ngách, thì nó sẽ hiệu quả hơn là mình chỉ sử dụng dụng cụ bên ngoài. Mình đẩy cái dung dịch vô sâu bên trong á thì nó sẽ ra hết luôn. Này kể cả có dung dịch đó hay là các bạn có chạm vô thì nó cũng không có ra được các bạn, tại nó giống như kiểu nó nhuộm mẹ vô luôn rồi, nên là các bạn đừng có nói là nó dơ nha, rửa không sạch nha, nó chỉ tương đối thôi, nó không ra được đâu. Cái dàn nhựa cào nó kỳ lắm, nhưng mà nó sẽ có những cái dung dịch chuyên dùng để tẩy cái này đó, nó không có ra. Ở đây cũng vậy nha các bạn, không có ra nha, có làm gì nó cũng không ra á, nó bám sâu vô cái dung nhựa giống như nó bị nhuộm rồi. Cái nhựa cào nó sẽ khác với những cái nhựa bình thường. Đây bên này đi ha, nguyên cái dọc này đi ha, không có ra nha. Thì sau khi xịt như vậy xong á, mình sẽ vệ sinh nhông sinh dĩa cho các bạn luôn. Do cái hôm mà mình đi upgrade á, thì anh em mình không có mang dưỡng sên, thành ra là mình xài nhớt các bạn, nên là giờ cái khu vực này á nó dính nhớt đặc ghê lắm. Mà Sonax thì nó không có chuyên trị nhớt, mỗi một cái dung dịch đó nó sẽ có một cái chuyên trị riêng. Thằng Sonax này nó chuyên trị chất bẩn, chất dơ, rồi mình có pha thì một ít đó để nó tẩy sâu hơn mà không làm bề mặt sơn nó bị ảnh hưởng. Cái dung dịch X1 nè thì nhiệm vụ của nó là chỉ chuyên trị nhớt thôi, nhớt và những cái chất dơ nặng thì nó trị được, nó liên quan nhiều về nhớt thì nó xử lý đã lắm, ok lắm. Và những cái nhựa đường á thì nó lại có cái khác nữa, nghĩa là mỗi một cái vết dơ nó sẽ có một cái dung dịch chuyên dùng. mình đã rửa xong rồi, để tí nó khô cho các bạn xem thành phẩm thì các bạn tự đánh giá giùm mình 55k với việc là vệ sinh nhông sinh dưỡng sạch sẽ, rửa xe như thế này, không dùng dụng cụ, vệ sinh cho các bạn mấy cái công tắc rồi những cái vị trí chống đồ này nọ xịt cho nó đỡ bị sét và nó bôi trơn, xài nó mượt mà hơn. Thì với giá 55k nó có xứng đáng hay không và thành phẩm như này các bạn thấy như thế nào? Các bạn cho mình xin ý kiến dưới phần bình luận nha. Bây giờ trở đi thì các bạn cứ yên tâm, các bạn đi tour về thay vì phải mang tới chỗ này chỗ kia, ok, cứ mang qua Xe Ôm Shop tụi mình lo được hết. Thay nhớt, tăng sơn, bảo dưỡng, kiểm tra này nọ cái kiểu là mình làm được hết luôn. Nếu như mà cái thời gian của tụi mình nó nhiều hơn á thì mình sẽ mở thêm những cái dịch vụ bảo dưỡng sau một thời gian dài luôn, đó là kiểu vệ sinh kim phun, lọc gió hoặc là này nọ cái kiểu thì mình sẽ làm luôn ha, để xem coi nhân sự của tụi mình có đủ rảnh không. Tại vì dạo này á thị trường nó đang xuống, năm nào cũng vậy, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là thị trường nó bắt đầu bình ổn, nó không hẳn là ế. Shop mình thì chả bao giờ ế mà cũng chẳng bao giờ đắt, lúc nào mấy anh em cũng có việc làm hết á. Mặt bằng to như thế này mình sẽ thuê thêm người để tận dụng nhiều cái không gian hơn, để hỗ trợ anh em tốt hơn. Nhiều khách cũng quen xong rồi mang tới chỗ này chỗ kia, bảo dưỡng, rửa full xe. Có mấy bạn cũng ngộ, rửa full xe người ta phải ý thức được rằng á là đừng có xịt vô cái đèn, xong cái rửa xong xịt vô cái đèn, xong khách cầm đèn qua đây bỏ hành, bị hoài cái vụ đó luôn. Rửa xe mình cứ hay xịt trực tiếp vô cái đèn á, cái mặt gương của cái đèn á là nó hư đèn hết rồi, không có nào chịu nổi hết á. Các bạn đưa cái mặt đồng hồ của bạn qua đây mình xịt cho, mình xịt một phát một là nước nó ngập trong đó luôn á, mình nuôi cái trong đó còn được nữa. Bây giờ tụi mình có rửa xe, các bạn mà kiểu là khách hàng của Xe Ôm Shop rồi thì tụi mình có thể phục vụ thêm cho các bạn là rửa xe và bảo dưỡng sau tour, hoặc là bảo dưỡng khi mà các bạn đi xe trong thời gian dài ha. Rồi ok, giờ dắt ra phơi nắng và cho các bạn xem thành phẩm nha.